Bà Phương Hằng tiếp tục khiến luật sư của NB Đức Hiện đội quân, đừng có lòng vòng nữa. Vậy thì bà xác định là ông Hiển cùng với nhiều người khác tấn công Đại Nam, tấn công quỹ mổ tim, tấn công nhà máy oxy. Thế thì bây giờ tại phiên tòa hôm nay, bà còn giữ cái ý kiến đó không? Hay là bà rút lại? Tất nhiên là có, đó là quyền lợi của nhân dân. Những gì tôi làm ra để đóng góp cho nhân dân, cho xã hội và đặc biệt là nhân dân nghèo. Tôi nặng tình với dân nghèo và đặc biệt là trẻ em nghèo. Cho nên tôi vẫn giữ quan điểm của tôi. Cái giá tôi đã trả đã là 18 tháng rồi. Bà vẫn giữ quan điểm đó. Như vậy thì có mâu thuẫn với nội dung là bà xác định là bà có sai trong vụ án này. What the hell? Việc nào ra việc đó, luật sư ơi. Việc nào ra việc đó. Chính vì việc nào ra việc đó cho nên tôi mới hỏi. Như vậy thì những cái thông tin bà nói về ông Hiển thì bà biết, bà có chứng cứ hay bà có các cơ sở gì khác có trình cho cơ quan, tôi chưa hỏi xong, bà có trình cho các cơ quan bảo vệ pháp luật không? Tôi không trả lời vì mọi thứ đã thể hiện trên cáo trạng rất là rõ rồi, đừng có lòng vòng nữa. Trả lời câu hỏi, câu trả lời đó là câu lại trả lời cuối cùng của bà. Đúng, tôi không trả lời. Kính thưa đồng xét xử, tôi cũng đã hỏi xong, tôi xin hết. Đây không phải là những người bị hại mà là những người phá hoại. Cho bị cáo nói lời chân thành nhất là trên cáo trạng tất cả mọi người đều tấn công bị cáo và bị cáo tự vệ. Không phải là bị cáo bị khùng mà đi lên chửi như thế. Thứ nhất, thứ hai nữa, một mình bị cáo bị một nhóm người tấn công. Bây giờ ngay tại phiên tòa này đây cũng toàn là luật sư tấn công bị cáo. Vậy thì hỏi rằng với một cái lương tâm nhìn thấy bị cáo sống chết với nhân dân, lo cho nhân dân, lo cho những người nghèo, làm những công trình phúc lợi cho nhân dân, vậy thì mục đích muốn đưa bị cáo đi tù nữa, vậy thì hỏi ngoài cái tòa án ra còn tòa án lương tâm nào nữa không cho các luật sư mà đang đại diện cho những người tự cho là bị hại. Bị cáo thấy rằng là đây không phải là những người bị hại mà là những người phá hoại. Một năm rưỡi qua bị cáo đã không làm gì giúp đỡ cho nhân dân nghèo và cũng không có trái tim nào được bị cáo cứu sống. Đó là điều đau khổ nhất mà bị cáo quằn quại cả ngày cả đêm. Vậy thì lương tâm của những người đang đứng trước tòa án này, ngoài cái nghiệp nghề đi bảo vệ cho dân chủ của mình, có coi lại cái lương tâm của mình khi tấn công một người phụ nữ đã làm bao nhiêu điều tốt đẹp cho xã hội hay không? Tôi chỉ muốn nói những lời cuối cùng. Xét thấy việc xử lý hình sự đối với bà Hằng cũng đã đủ để cảnh tỉnh. Tôi không có yêu cầu bồi thường, mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy cũng như tất cả các bị hại. Kính thưa hội đồng xét xử cùng với viện kiểm sát, như pháp luật đã kết luận là những điều bà Hằng nói về tôi là thiếu căn cứ, không đúng sự thật. Về thiệt hại thì trong những năm qua tôi cũng thiệt hại rất là nhiều, nhưng mà không có đong đếm được, bởi vì nó đến từ tinh thần, từ sức khỏe và đặc biệt là danh dự của ba đứa con nhỏ của tôi. Tôi rất là lo tương lai của các con trong cái sự phát triển về nhận thức. Dạ, tòa đang hỏi nè, hôm nay tại tòa ngày hôm nay thì ngoài bà nhất trí với nội dung truy tố rồi thì cái cụ thể yêu cầu hôm nay tại tòa hôm nay bà có yêu cầu cụ thể gì không? Dạ vâng, thì tôi xin được phép nói tiếp. Lý do mà tôi có mặt ngày hôm nay cũng bởi vì ba đứa con nhỏ của tôi. Tôi lo lắng vì tương lai của các con. Tuy nhiên thì tôi xét thấy việc xử lý hình sự đối với bà Hằng cũng đã đủ để cảnh tỉnh. Và tôi tin rằng ai cũng có những lần sai, chỉ cần mình nhận thức và biết thay đổi. Tôi không có yêu cầu bồi thường, mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy cũng như tất cả các bị hại. Chỉ là nếu được thì tôi mong được trả lại danh dự cho tôi bằng một lời xin lỗi, nếu như cô cảm thấy cái điều đó là xứng đáng cho tương lai của các con của tôi. Vâng ạ. Bà về chỗ đi. Vâng. Bị cáo Hằng đứng lên. Tố cáo thì anh xúc phạm tôi ở PC02. Và tôi nghĩ rằng là tôi ở tù 18 tháng cũng đã quá cay đắng rồi. Suốt 18 tháng qua có ai làm thay tôi những cái quỹ mổ tim không? Tất cả những người này được tôi cho là bị hại hay là thật sự trong thâm tâm của luật sư, họ là phá hoại hay bị hại? Bị hại là nhân dân, là những trẻ em nghèo bệnh tật, chứ không phải là đây là bị hại, đây là phá hoại. Thế đây thì vợ chồng công viên Thủy Tinh đã vợ chồng công viên Thủy Tiên
Vừa rồi thì vợ chồng cô Minh Thủy Tiên có gửi cái đơn yêu cầu bổ sung, cái đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với chỗ bà Hằng. Thì đây thì vợ chồng công viên Thủy Tinh đã vợ chồng công viên Thủy Tiên đã rút một phần, đã tách một phần cái yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bị cáo trở thành bị cáo là một cái điều mà bị cáo vô cùng ân hận và đau khổ. Vì suốt 18 tháng qua, bị cáo đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tâm huyết và đại nguyện của bị cáo là giúp cho người dân nghèo và trẻ em bệnh tật. 18 tháng qua, bị cáo hối hận là vì bị cáo không kiềm chế được bản thân mình. Bị cáo bị kích động, mà bị cáo cảm thấy rằng là... Đây là lời nói sau cùng. Bị cáo nói ngắn gọn thôi. Dạ, bị cáo chỉ mong là bị cáo được... Cả mong hội đồng xem xét vấn đề gì, dạ, xem xét cho thôi. Bị cáo có tình có lý và cho bị cáo cơ hội để bị cáo quay trở về, bị cáo làm những công việc để giúp dân, giúp nước và giúp cho công ty càng ngày càng phát triển. Đó cũng là một cái mà bị cáo và anh Dũng đã đại nguyện sống vì dân, vì nước, vì trẻ em nghèo, bệnh tật và người nghèo. Đó là cái nguyện vọng cuối cùng. Bị cáo nghĩ rằng 18 tháng qua đối với bị cáo là đã quá đau đớn rồi. Thành ra bị cáo thành khẩn cầu xin là hãy xem xét hết tất cả vì sao bị cáo phạm tội và cho bị cáo một cơ hội để bị cáo trở thành một công dân có ích cho xã hội, đóng góp thật to lớn cho xã hội, bởi vì những gì bị cáo làm là những sự việc cụ thể và bền lâu chứ không phải là xuất phát từ muốn làm thì làm, muốn nghỉ nghỉ, mà là một cái quỹ kéo dài. Đã mười mấy năm nay bị cáo làm bằng những cái cụ thể. Bị cáo hy sinh rất là nhiều, kể cả trong cái đại dịch. Bị cáo đã bỏ 300 tỷ ra mua 50.000 cái bình oxy và 21 cái nhà máy. Là bị cáo phải đi thế chấp cái nhà của bị cáo để bảo lãnh cho công ty Đại Nam vay tiền ra đi mua oxy để cứu dân trong cái đại dịch. Đó là sự thật bị cáo nói trước phiên tòa ngày hôm nay. Vì sao dân thương bị cáo, đó là sự hy sinh của bị cáo đối với nhân dân, với đất nước, thể hiện qua những việc làm rất là cụ thể. Bị cáo chỉ muốn trở về để sống và làm lại những câu chuyện mà bị cáo đã ước mơ để trở thành một người có sống góp cho đất nước, có giúp ích cho dân và trở thành một người công dân lương thiện. Đó là lời nói sau cùng của bị cáo. Bị cáo về chỗ đi. Động cơ, mục đích, lý do bị cáo mình lời mời tham gia live stream với chị Hằng là để phản biện xã hội, phản biện những cái hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Đối với bị cáo, việc nhận lời mời tham dự 11 buổi live stream với chị Hằng là để bị cáo nói lên cái quan điểm pháp lý của mình, phân tích quy định pháp luật. Bị cáo không tư vấn cho bị cáo Hằng, bị cáo chỉ phân tích quy định pháp luật về những câu chuyện xảy ra liên quan đến câu chuyện của chị Hằng nêu hoặc những vấn đề liên tiếp xảy ra sau đó trên phương tiện truyền thông. Bị cáo không đồng ý với cáo trạng ở khía cạnh là cáo trạng đã làm sai đi xuyên tạc cái ý nghĩa, lý do, mục đích livestream của bị cáo và cũng như là cái nội dung bị cáo phát ngôn cũng không được làm rõ. Cáo trạng chỉ đánh giá những cái hành vi của bị cáo khi livestream thôi mà không đề cập đến cái nội dung phát ngôn của bị cáo khi livestream và chỉ đánh giá hành vi. Và do đó là khi thấy chị Hằng có phát ngôn xúc phạm thì cũng quy kết nghĩ đi. Dạ. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng đứng lên luôn đi. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho phép hỏi là tại vì trong cáo trạng có trích ra cái lời khai của bị cáo là hỏi là hỏi tập trung một câu hỏi chứ không phải trình bày đâu. Điều tra viên có từng hỏi bị cáo Nguyễn Phương Hằng câu hỏi cụ thể là bị cáo Hằng nêu cùng quan điểm, cùng ý chí, tung hứng hiểu ý nhau là trong vấn đề phản biện xã hội hay là trong vấn đề xúc phạm cá nhân hay không ạ? À? Điều tra viên có hỏi cụ thể hay không ạ? À? Điều tra viên hỏi bị cáo câu hỏi tiếp theo là gì? Việc bị cáo tham gia livestream có ý nghĩa như thế nào đối với chị Hằng? Trong biên bản lời khai, bị cáo cũng trả lời rất là rõ ràng. Điều này nên hỏi chị Hằng bởi vì ý nghĩa như thế nào chị Hằng rõ, bị cáo không rõ. Nhưng mà kiểm sát viên yêu cầu bị cáo là đề nghị bị cáo là nêu quan điểm của mình. Trong cáo trạng đã có sự cắt ghép nội dung trả lời của bị cáo cho câu hỏi ý nghĩa việc tham gia livestream của bị cáo đối với chị Hằng để ghép vào nội dung câu trả lời thành nội dung cho câu trả lời tại sao bị cáo tham gia livestream với chị Hằng. Như vậy thì sự những lời khai và câu hỏi này còn trong biên bản. Như vậy thì sự cắt ghép của cáo trạng đã làm thay đổi nội dung ý chí lời khai của bị cáo. Và bị cáo đã khẳng định việc lý do livestream là phản biện xã hội để người nghe hiểu rõ quy định pháp luật, đường lối chính sách của đảng. Còn chứ không phải là cái sự an ủi đối với chị Hằng.
khi đã dám lên tiếng đấu tranh phản biện xã hội, dám nghĩ, dám nói, dám làm, bị cáo biết đấu tranh là sẽ chẳng tránh đâu. Do đó là, nhưng mà bị cáo sẽ không hối tiếc, bởi vì ít nhất một lần trong đời bị cáo đã dám dũng cảm lên tiếng đấu tranh. Xét về yêu cầu bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng về án phí, xét về yêu cầu bồi thường thiệt hại, quá trình điều tra và tại phiên tòa đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tại phiên tòa không có yêu cầu về phần bồi thường vật chất và tinh thần. Bà Đặng Thị Hằng Ni thì có yêu cầu về bồi thường bù đắp về tổn thất về tinh thần. Đối với vợ chồng Lê Công Vinh, Trần Thị Thi Tuyên, tại phiên tòa có thay đổi yêu cầu, tuy nhiên đến bản tranh luận thì rút toàn bộ yêu cầu về bồi thường vật chất và tinh thần. Đối với ông Huỳnh Minh Hưng, ban đầu có yêu cầu bồi thường về tội tài, về vật chất và bồi thường về tinh thần, tuy nhiên tại phiên tòa cũng rút toàn bộ yêu cầu. Đối với bà Đinh Thị Lan, từ giai đoạn điều tra không có yêu cầu, tuy nhiên trước thời điểm xét xử có gửi đơn yêu cầu thiệt hại về vật chất là 2.480.000.000 và bồi thường thiệt hại về tinh thần là 18.000.000. Các điện thoại, đây là tài sản của bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu xung quỹ nhà nước. Thu giữ của bị cáo Lê Thị Thu Hà một điện thoại di động iPhone XS, iPhone 12 và điện thoại Oppo. Đây là tài sản bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu xung quỹ nhà nước. Thu giữ của bị cáo Huỳnh Công Tăng hai điện thoại di động và những ổ cứng liên quan đến việc phạm tội, do đó tịch thu xung quỹ nhà nước. Thu giữ của bị cáo Đặng Anh Quân một điện thoại di động Samsung, một điện thoại hiệu Dell, điện thoại Sony. Đây là tài sản của bị cáo không chứng minh vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo. Ngoài ra còn có các USB để DVD lưu giữ tài liệu đã được giám định, lưu hồ sơ vụ án. Về án phí, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm theo quy định là khoảng 1.23 nghị quyết số 326 quy định về mức thu, giảm, nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí tòa án. Vì các lẽ trên, mời mọi người đứng lên. Quy định căn cứ vào khoảng 2 điều 331 điểm F điểm V khoảng 1 khoảng 2 điều 51 điểm A điểm G khoảng 1 điều 52 điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Xử phạt bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân. Thời hạn chấp hành phạt tù tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2023. Đối với các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tăng, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Lê Thị Thu Hà 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Huỳnh Công Tăng 1 năm 6 tháng tù đều về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thời hạn chấp hành phạt tù của ba bị cáo tính. Bị cáo Hằng cho hội đồng xét xử.
Sau đó bị cáo lại tiếp tục livestream. Tại sao chị đứng đây rồi mà hỏi tại sao, về học thêm đi. Tôi không trả lời. Trả lời giữ im lặng. Bà có quyền trả lời không trả lời? Không trả lời. Rồi bà không trả lời. Mọi thứ nó thể hiện rõ trên cáo trạng rồi. Đó là lý do tôi đứng tại phiên tòa này. Luật sư có đọc cáo trạng trước khi ra tòa chưa? Tôi không trả lời. Trả lời giữ im lặng. Trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền lợi bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Mỹ Oanh, bị cáo Nguyễn Phương Hằng giữ nguyên quan điểm, sẽ không xin lỗi và cho biết đang làm đơn tố cáo ca sĩ Mỹ Oanh. Ở PC02, bà cứ nghĩ rằng là tôi ở tù 18 tháng cũng đã quá cay đắng rồi. Suốt 18 tháng qua có ai làm thay tôi những cái quỹ mổ tim không? Tất cả những người này được tôi cho là bị hại hay là thật sự trong thâm tâm của luật sư? Họ là phá hoại hay bị hại? Bị hại là nhân dân, là những trẻ em nghèo bệnh tật, chứ không phải là đây là bị hại, đây là phá hoại. Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng bản thân đã phải trả giá đắt trong gần 1.5 năm vừa qua. Đồng thời, bị cáo Hằng cho biết bản thân đã rất buồn khi phải bỏ đi quỹ mổ tim. Bị cáo mới vừa nghe viện kiểm sát luận tội bị cáo. Thì có một điều bị cáo thấy không đúng là lợi dụng quyền tự do. Nếu đã lợi dụng thì phải có thu lợi. Hoặc lạm dụng thì bị cáo phải có một cái quyền lợi nào đó. Bị cáo không hề thu lợi bất cứ một đồng nào trên công chúng và bị cáo cũng không lên công chúng để làm một điều gì đó. Nhưng vì bị cáo không bị công kích và dẫn bị cáo đi quá xa cho đến ngày hôm nay, bị cáo đã trả giá 18 tháng. Bị cáo đã rất đau khổ khi đã bỏ đi cái quỹ mổ tim là cái lý tưởng sống của bị cáo. Bị cáo được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có giáo dục. Bị cáo không bao giờ cãi cọi gây gỗ ai hết. Nhưng mà vì bị cáo bị tổn thương quá mức nên bị cáo có những cái lời lẽ cũng cho là bị cáo uống rượu. Do bị cáo đau khổ và cũng do bị cáo ức chế. Một mình bị cáo phải chống chọi biết bao nhiêu con người. Cho nên bị cáo biết là bị cáo sai, bị cáo xin lỗi tất cả các cấp chính quyền và xin lỗi tất cả những người mà bị cáo đã vô tức thì cố ý đụng chạm. Nhưng thực chất ra bản thân bị cáo là người có nhiều việc làm nhưng không phải rảnh rỗi để lên mạng xã hội, để lợi dụng mạng xã hội để làm những cái việc để dẫn đến ngày hôm nay. Bị cáo mong là hội đồng xét xử thấu tình thấu lý. Hôm nay bị cáo phạm tội thì cáo vô cùng vâng hơn. Thân chủ tôi có những phát ngôn trên mạng như vậy, bởi lẽ hầu hết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ở đây đều là những người phát ngôn chính đối với xâm hại đến cái quyền lợi hợp pháp của thân chủ tôi, ngoại trừ là từ cái việc và thân chủ tôi muốn đi tố cáo hành vi của ông Võ Hồng Yên đã chiếm đoạt tiền của bị cáo và cũng kêu gọi nghệ sĩ Hoài Linh có một sự đồng cảm để lên tiếng cùng bị cáo. Tuy nhiên sau đó thì chính vì bị cáo cũng đã cảnh báo đối với chính ông Hoài Linh về cái việc mà không giải ngân khoản tiền 14 tỷ đối với tiền từ thiện. Và sau đó thì chính nghệ sĩ Hoài Linh thì cũng đã giải ngân 14 tỷ cái tiền từ thiện này. Như vậy là hành vi nói của bị cáo tôi là có đúng và đúng sự thật. Tuy nhiên, đối với những người liên quan đã có những hành vi trước đối với bị cáo, cho nên là bị cáo đã phải thực hiện cái việc phản kháng, phản ứng của mình đối với những cái việc mà gây hại cho bị cáo. Cụ thể như có người đã yêu cầu là bị cáo phải đem con của mình ra để đi xét nghiệm ADN với 20 người khác. Hành vi này liệu rằng có xâm hại đến uy tín danh dự của bị cáo hay không? Hoặc là khi bị cáo thực hiện cái việc tài trợ về oxy đối với các phòng chống dịch thì lại có người lên đòi cách ly tại Nam ra không được sử dụng oxy của Đại Nam sản xuất. Hoặc là khi công ty Đại Nam sản xuất căn ly y tế thì lại yêu cầu phải xác định giám định căn ly y tế để đảm bảo cái việc tác hại của căn ly như thế nào. Những lời nói đó trong thời cảnh dịch thì rất là nguy hiểm, tác động hầu hết đến danh dự uy tín của bị cáo. Và đồng thời bị cáo cũng là quỹ giám đốc của cái quỹ từ thiện hàng năm, nhưng lại hy
xâm hại về cái công tác từ thiện của Quy Đà Ngũ, xâm hại tới sự yêu thích, xâm hại tới cái sự tự nguyện của bị cáo đối với cái công việc mình đang làm. Và có người lên lập hẳn một kênh YouTube là nói rằng là bà Hằng đang đi trốn nợ, rồi ông Dũng đã cãi nhau và đánh bà Hằng, đuổi bà Hằng đi, đặc biệt là công ty Đại Nam đã bị đổi chủ, nợ hơn 17.000 tỷ. Những câu nói này, những hành động này đã tác động tới bị cáo. Thứ hai, người và đồng phạm của các bị cáo, đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Ngoài bị cáo Hằng ra thì các bị cáo Như Nhi, Hà và Tân đều tham gia với vai trò là giản đơn, bởi họ là những người làm công ăn lương, sống phụ thuộc, không tự mình thực hiện hành vi mà chỉ thực hiện theo yêu cầu của bị cáo Hằng. Ba, về tình tiết tăng nặng có tổ chức. Tổ chức tội phạm trong vụ án này là có 4 người cùng làm chung một công việc ở tại công ty Đại Nam, còn một người là khách mời nên quy mô không rõ ràng, tính chất đơn giản, không có chủ trương, không có tôn chỉ mục đích. Sự liên kết thực hiện tội phạm giữa các bị cáo là không chặt chẽ và hành động mang tính tự phát. Mối quan hệ giữa các bị cáo chủ yếu là dựa trên tình cảm bạn bè, dựa trên mối quan hệ giữa lãnh đạo, doanh nghiệp và nhân viên. Các bị cáo hành động sau khi có nhiều thông tin trên mạng xã hội của một số người đã công kích vào công ty Đại Nam, công kích vào buổi hành ngủ của bị cáo, gây nên bị cáo phải thực hiện nhiều lần livestream để phản ứng lại. Vấn đề thứ ba là liên quan tới các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Thứ nhất, về các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết 1 được quy định tại điểm F khoảng 1 điều 51. Theo kết luận điều tra và cáo trạng, lời khai của các bị cáo Hằng, Nhi, Hà và Tân có trong hồ sơ vụ án được xác định các thân chủ tôi là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Điều này được xem là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm F khoảng 1 điều 51 của Bộ luật Hình sự. Tình tiết 2 được quy định tại điểm E khoảng 1 điều 51. Nguyên nhân phạm tội của các thân chủ tôi có một phần là do hành vi trái pháp luật của một số cá nhân đã xâm hại đến bị cáo. Đặc biệt là theo kết luận điều tra số 212 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận bị can Đặng Thị Hằng Nghi đã sử dụng kênh YouTube và Facebook Đặng Thị Nhà báo Hằng Nghi, hoặc là bị can Trần Văn Sĩ đã sử dụng YouTube luật sư Trần Văn Sĩ để đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình, phát hình trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng, xâm hại lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hũ. Ở đây, theo cáo trạng thì ngày 3 tháng 9 năm 2021 là bị cáo Hằng livestream nói về bà Hằng Nghi. Tuy nhiên thực tế thì vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 thì bà Hằng Nghi đã lên Facebook nói về bà Nguyễn Phương Hằng. Từ đó đã tạo cơ sở để cho hai bên có việc đấu khẩu với nhau và dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay. Từ kết luận như trên, để có thể xác định rằng cơ sở là thân chủ tôi và bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm đã phạm tội trong tình trạng bị kích động về mặt tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra. Trên được xem là một tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm E khoảng 1 điều 51. Tình tiết thứ 3 được quy định tại điểm V khoảng 1. Trong cáo trạng đã có sự cắt ghép nội dung trả lời của bị cáo cho câu hỏi ý nghĩa việc tham gia livestream của bị cáo đối chị Hằng để ghép vào nội dung câu trả lời thành nội dung cho câu trả lời tại sao bị cáo tham gia livestream với chị Hằng. Vì vậy thì sự những lời khai và câu hỏi này còn trong biên bản. Như vậy thì sự cắt ghép của cáo trạng đã làm thay đổi nội dung ý chí lời khai của bị cáo, và bị cáo đã khẳng định việc lý do livestream là phản biện xã hội để người nghe hiểu rõ quy định pháp luật, đường lối chính sách của Đảng, còn chứ không phải là cái sự an ủi đối với chị Hằng. Khi đã dám lên tiếng đấu tranh phản biện xã hội, dám nghĩ, dám nói, dám làm, bị cáo biết đấu tranh là sẽ chẳng tránh đâu. Do đó là, nhưng mà bị cáo sẽ không hối tiếc, bởi vì ít nhất một lần trong đời bị cáo đã dám dũng cảm lên tiếng đấu. Bị cáo chỉ xin phép không quá 5 phút thôi để nói lên cái
cảm nghĩ của mình. Trước hết thì bị cáo cũng xin cảm ơn, dù là qua đại diện viện kiểm sát, dù quan điểm khác nhau, nhưng mà đã là tranh luận thì chúng ta cùng làm rõ cái vấn đề để hiểu nhau hơn. Cái thứ hai á, thực ra đây là một cái trải nghiệm của bị cáo để mà kiểm chứng cái sự thật khách quan có còn tồn tại và liệu người ta có dám hy sinh lợi ích cá nhân để đấu tranh phản biện xã hội hay không. Thì trải nghiệm này cho đến nay cho bị cáo hai cặp cảm xúc đối lập nhau. Cảm xúc thứ nhất, cặp cảm xúc thứ nhất đó là hy vọng và thất vọng. Bị cáo đã từng rất là tin tưởng vào sự khách quan, biện chứng, vào sự tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, nhưng mà cuối cùng bị cáo thất vọng vì điều đó. Cái cặp cảm xúc thứ hai là hối tiếc và không hối tiếc. Nhiều người, kể cả điều tra viên, cũng nói rằng là họ tiếc cho bị cáo khi ở vị trí công việc của mình lại đi ngồi live stream với chị Hằng. Nhưng mà bị cáo lại nghĩ là nếu mà suy nghĩ như vậy thì cái giá trị nhân văn xã hội chủ nghĩa còn hay không? Bởi vì bản chất chị Hằng vẫn là người tốt. Khi không ngăn chặn được thì hạn chế được chị thì sẽ là chị sẽ không bị bỏ lại phía sau, giúp ích cho xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói khi đã dám lên tiếng đâu thì cảm hứng rồi thôi, lời nói sâu cùng hứng rồi thôi. Bởi vì đây là cảm xúc của ở đây đang nói lời sâu cùng cho bị phát ra là lời sâu cùng. Bị cáo đã chờ 7 tháng để được nói điều này, xin hội đồng xét xử cho bị cáo nói không quá 5 phút. Nãy giờ là 1 phút và phần tranh luận chủ tọa đã cho bị cáo một khoảng thời gian rất là dài để bị cáo. Dạ, ở đây bị cáo không tranh luận sâu cùng ạ. Ở đây bị cáo không tranh luận ạ. Cái lời nói sâu cùng. Dạ. Nghe rõ chưa? Còn phần tranh luận chủ tọa đã dành cho bị cáo cái quyền để bị cáo thực hiện quyền bảo chữa cho mình rồi. Dạ. Nhiều hơn các bị cáo khác luôn đó. Dạ. Đó là sâu cùng đi. Vậy thì bị cáo xin ngắn gọn thế này. Khi đã dám lên tiếng đấu tranh phản biện xã hội, dám nghĩ, dám nói, dám làm, bị cáo biết đấu tranh và sẽ chẳng tránh đâu. Do đó là, nhưng mà bị cáo sẽ không hối tiếc. Bởi vì ít nhất một lần trong đời, bị cáo đã dám dũng cảm lên tiếng đấu tranh của một con người xã hội chủ nghĩa. Live stream của bị cáo còn, nội dung bị cáo nói còn. Bị cáo tin sẽ có nhiều người xem lại và sẽ thấy bị cáo chỉ là nạn nhân của sự đấu tranh phản biện xã hội chứ không phải là tội phạm. Bị cáo xin cảm ơn ạ. Ở đây thì vợ chồng công viên Thủy Tinh đã vợ chồng công viên Thủy Tiên vừa rồi thì vợ chồng công viên Thủy Tiên có gửi cái đơn yêu cầu bổ sung cái đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với chỗ bà Hằng. Ở đây thì vợ chồng công viên Thủy Tinh đã vợ chồng công viên Thủy Tiên đã rút một phần đã tách một phần cái yêu cầu bồi thường thiệt hại trước đây của mình, cụ thể là tách cái số tiền hiện tại yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng nói lớn lên để các bị cáo còn nghe. Hiện tại là đang yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường số tiền cụ thể là 2 tỷ cụ trước thể đây là... ông Vinh với bà Tiên yêu cầu là bồi thường vật chất là 30.948.000.000, bồi thường tổn thất tinh thần là 14.900.000. Dạ. Vậy tại tòa ngày hôm nay chốt lại yêu cầu cụ thể là cái gì? Chốt lại yêu cầu là bồi thường thiệt hại về mặt vật chất là còn lại là 2.348.000.000 và bồi thường về mặt tinh thần là 14.900.000 đồng. Nghĩa là vật chất thay đổi đúng không? Dạ. Từ 30 tỷ xuống còn 2.3 nè. Dạ. Làm tròn nè. Và có yêu cầu về tổn thất tinh thần là 14.900.000 đúng chưa? Dạ đúng. Một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng mà bị cáo cảm thấy rằng bị cáo bị tấn công trước, cho bị cáo suy nghĩ một chút ạ. À, đã tiến hành thẩm vấn và công bố các tài liệu đối với 10 người mà bị cáo bị có đơn tố cáo và xâm hại đúng không? Dạ. Trong đó cụ thể hiện nay ông Hưng tại tòa hôm nay là rút toàn bộ yêu cầu, chắc Vi Oanh cũng chỗ bà Oanh cũng vậy. Dạ. Ừ. Tại tòa hôm nay thì cái nhận thức của bà đối với những người này, người ta có yêu cầu và xin lỗi, bà có yêu cầu xin lỗi tiến hành bị cáo xin lỗi được không? Thật sự ra thì bị cáo cũng... Bị cáo nhận thức nè. Ai cũng vậy, có sai, biết sai thì mới sửa được. Và cái sai và cái trả giá ngày hôm nay là đắt, đúng không? Nhưng những người từ nãy giờ, từ ông Hưng đến bà Oanh, đều
đề nghị là gì? À, bị cáo Hằng nhận thức được sai, xin lỗi và xin pháp luật giảm nhẹ đối với bà, đối với bị cáo đấy. Thì bị cáo nhận thức, bị cáo có xin lỗi được với những người này không? Cho bị cáo nói một lời. Rồi, bị cáo nói đi. Bị cáo năm nay 53 tuổi đời rồi. Bị cáo bị xúc phạm, chẳng lẽ bị cáo đưa những cái tin nhắn mà người ta xúc phạm bị cáo cho cả hội đồng xét xử thì sẽ thấy rằng là bị cáo bị tổn thương đến mức nào? Rồi, hội đồng xét xử ghi nhận chỗ này và đã giải thích cho cái phần đối với cái việc mà bị cáo Nguyễn Trung Hằng đã tố cáo với hành vi những người này thì quy định pháp luật đã xử lý rồi, đúng chưa? Dạ. Vậy đối với những yêu cầu của bên phía người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cụ thể trong vụ án này nè, bị cáo có xin lỗi được không? Một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng mà bị cáo cảm thấy rằng bị cáo bị tấn công trước, chứ không phải là bị cáo đi kiếm chuyện người ta, bị cáo không biết ai hết. Có nghĩa là bị cáo có tiến hành xin lỗi không? Cho bị cáo suy nghĩ một chút ạ. Rồi, được rồi. Tí hồi chủ tọa sẽ quay lại cái phần hỏi vấn đề này. Riêng đối với những cái yêu cầu về bồi thường, về vật chất, về tinh thần mà từ nãy giờ chủ tọa đã xét hỏi và công bố, công khai, thì bị cáo có ý kiến gì về những cái yêu cầu bồi thường này? Dạ thưa bị cáo, không ý kiến gì, và phán quyết như thế nào bị cáo chấp hành như thế đó. À, có nghĩa là bà đề nghị giải quyết theo quy định pháp luật đúng không? Dạ. Rồi. Bị cáo có cần 5 phút để mà suy nghĩ vấn đề về xin lỗi không? Bị cáo về chỗ đi. Dạ. 5-10 năm nữa hay là mãi mãi trong lòng quý vị vẫn còn một Nguyễn Phương Hằng. Dù thương dù ghét gì, quý vị cũng sẽ nhớ tôi một Nguyễn Phương Hằng. Đã là một người hùng trong một khoảnh khắc nào đó. Dù là khoảnh khắc, khắc cũng là một người hùng. Người dân thứ ý, người dân thứ ý. Để nghĩ người dân thứ công viên tích tụ nghiệp, người dân chú ý, người dân chú ý, đề nghị người dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không dừng buôn bán đổ xe dưới lòng đường. Kem đánh răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc của chú anh chị nhé, 4 loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà dùng rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là 4 màu tượng trưng cho 4 công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhé. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà bị hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Miran 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này, thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng báng. Một cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000, và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Khi mua 4 kem đánh răng thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Sẽ được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhé. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi để giảm cơn đau. 4 kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng vượt bằng 1 dầu lạnh 50.000. Nên là cái deal này cực kỳ hời luôn. Mọi người có thể comment inbox cho Phúc để sử dụng được cái deal này nhá. Đầu tiên giới thiệu đến cô chú anh chị, trên tay của Phúc Tài Chính đang chính là dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc. Thì đây đều là thành phần thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu ô liu này, nhân sâm này, linh chi này. Thì tác dụng của cái dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc này ấy, thì sẽ có công dụng là làm đen tóc này một cách rất là tự nhiên và bền màu, không gây hư tổn cho tóc và không ảnh hưởng đến da đầu.
và trị sạch gầu và dưỡng ẩm tóc nữa. Đặc biệt nó sẽ giúp là phục hồi tóc yếu và ngăn ngừa rụng tóc, và nó sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng cô chú anh chị nhé. Đây là dầu gội thảo dược nhuộm đen tóc thì sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Thì khi nào mà ra tóc mới thì chúng ta mới cần nhuộm tiếp. Thì cái hướng dẫn sử dụng ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ẩm tóc này, sau đó là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Thì Phúc Tài Chính sẽ chuẩn bị cái găng tay này cho cô chú anh chị nhé. Làm ẩm tóc, sau đó đeo găng tay vào, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dầu gội thảo dược ở trong này ra, bôi đều lên tóc và sau đó sẽ massage da đầu tầm khoảng độ 5 phút. Và sau đó sẽ để như vậy tầm khoảng từ 20 đến 30 phút để cho dầu gội thảo dược này nó ngấm vào tóc. Sau đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta sẽ xả lại với nước sạch. Thì khi đấy tóc của chúng ta sẽ thành màu đen và đen rất là đều và có hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng. Thì với một dây thảo dược nhuộm đen tóc Hàn Quốc này thì sẽ là 58.000 một dây của chú anh chị nhé. 58.000 một dây, và một dây thì bên Phúc Tài Chính cũng bán mọi người nhé. Thì 58.000 một dây, và khi mà mua một dây dầu gội thảo dược nhuộm tóc ở đây sẽ là 10 gói này. Mua 10 gói này thì sẽ được tặng một gói này mọi người nhé. Sẽ được tặng một gói. Mua 10 gói sẽ được tặng một gói, tức là mua một dây sẽ tặng một gói. Giới thiệu đến cô chú, anh chị và các bạn, đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhé cô chú anh chị nhé. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm Hàn Quốc và vitamin C. Cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát. Và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống, vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress. Và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo, rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể. Ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này, mà mua 2 kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng 1 kẹo hồng sâm với giá là 45.000. Mua 2 tặng 1 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. Cảm ơn mọi người đã thả tin thả like nha. Ở đây là có 4 loại hộp táo đỏ. Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này. Đây là một loại hộp nữa. Đây cũng là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là 4 loại táo đỏ như này. Đây, 4 loại táo đỏ. Đây, táo đỏ này nữa. Đây. 4 loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau. Và liệu cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu, an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này, hoặc là để ăn liền, hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng, và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 1 cân táo đỏ như thế này. Và có tất cả là 4 loại cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn, chúng ta có thể là vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe hoặc là có thể đem đi biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm cô chú anh chị nhé. Tặng một kẹo sâm 45.000. Đây là một cái deal rất là hời trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nhé. 4 loại táo đỏ này thì đều đồng giá cô chú anh chị nhé. 2 hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Có một hộp táo đỏ thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 2 hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây, hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được
tặng một gói kẹo sâm 45.000 của chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374590012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái deal hấp dẫn cao cấp này. Nó sẽ dành cho mọi loại tóc khô và bị hư tổn dụng nhiều, với thành phần được chiết xuất từ 7 loại tinh dầu khác nhau, giúp làm mới lại và nuôi dưỡng chăm sóc những cái tóc mới bị hư tổn, và giúp cho tóc mượt và đặc biệt là giữ màu cho tóc nhuộm, chống gãy rụng tóc này. Cùng với dầu dưỡng ấy, thì là nó sẽ giúp chúng ta mái tóc rất là mềm mượt, đặc biệt là cái dầu xả hay gọi là dầu dưỡng này, thì khi mà dùng cái dầu xả tóc cực kỳ mềm mượt luôn. Nếu cô chú anh chị nào mà cái tóc mà đang bị trẻ ngọn ấy, tóc bị trẻ ngọn này, hay là cái tóc là nó bị thô ráp ấy, thì cứ sử dụng cái dầu xả micellar này, thực sự là nó mềm mượt và sò cực kỳ thích, tóc khỏe bóng mượt cực kỳ thích luôn. Thì Phúc với mẹ Phúc ở hay dùng cái này và cực kỳ là ưng ý. Thì đối với cái cách sử dụng thì dầu gội thì chúng ta làm ướt tóc và sau đó chúng ta gội, còn dầu xả này khi mà chúng ta bôi lên tóc thì bôi tóc, chứ hạn chế bôi chân tóc mọi người nhé. Bôi lên tóc và sau đó để tầm khoảng 5-10 phút thì nó sẽ mượt cực kỳ luôn. Và đây, cái cặp dầu gội xả micellar cao cấp này thì bình thường sẽ là giá là 460.000 một cặp cô chú anh chị nhé. Có một cái deal dầu gội rất là hời, đó chính là khi mua một cặp dầu gội micellar cao cấp Hàn Quốc này thì cái giá chỉ là 390.000 mà thôi. 390.000 cho một cặp dầu gội xả micellar cao cấp. Cái giá này chưa từng có và chưa từng xuất hiện đâu ạ. Khi mà mua một cặp dầu gội xả micellar cao cấp 390.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một tẩy da chết Arahan 120.000 cô chú anh chị nhé. Deal cực kỳ hời khi mà mua một cặp dầu gội micellar cao cấp 390.000 thì sẽ được tặng một tẩy da chết 120.000 của chú anh chị nhé. Hãy liên hệ với Phúc qua inbox, qua tin nhắn, qua Zalo thì để có được cái deal này cô chú anh chị nhé. Rửa mặt Innisfree trà xanh thì cái lọ này sẽ là 150ml và thích hợp cho những cái loại da bị kích ứng với ô nhiễm môi trường này. Da mụn này có khả năng làm sạch sâu, tái tạo với làn da và làm sáng da, chống oxy hóa và ngăn ngừa mụn rất là hiệu quả. Cái sữa rửa mặt Innisfree này thì sẽ kháng viêm và chống lão hóa, giúp sáng da và ngăn ngừa mụn, chống viêm nữa. Nó sẽ dùng cho da mụn nhé. Những ai mà đang bị da mụn thì nên dùng cái sữa rửa mặt Innisfree này. Da thường thì cũng đều có thể sử dụng được. Sẽ giúp tẩy rửa làn da của chúng ta sạch sẽ. Mua một sữa rửa mặt Innisfree 250.000 thì sẽ được tặng một tẩy da chết 120.000. Đây chính là cái deal rất là hời để cô chú anh chị nào mà thích làm sạch da và giúp cho làn da ngày càng ít mụn, trắng sáng hơn. Mặt thải độc rau củ cô chú anh chị nhé, cũng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Chị cùng xem đây, đây là cái sữa rửa mặt thải độc 301 này. Và cái sữa rửa mặt này là nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chiết xuất hoàn toàn từ rau củ quả, công dụng là rửa mặt, tẩy trang và mặt nạ 301. Vừa giúp rửa mặt, vừa giúp tẩy trang và giúp làm mặt nạ để cho làn da của chúng ta làm sạch bụi bẩn này, dầu bã nhờn sâu bên trong da. Nó sẽ giúp cả tẩy trang nhé, những ai mà hay trang điểm nhiều có thể dùng cái này để tẩy trang luôn. Và sẽ giúp khả năng tiềm dầu, ngừa mụn, cấp ẩm cho làn da. Và kết cấu gel khi mà lên da sẽ nhanh chóng giải phóng oxy và sủi bọt. Thì đây là một lọ là 300ml và nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc của chú anh chị nhé. Thì một cái sữa rửa mặt thải độc rau củ này ấy, có giá là 300.000. Và mua từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì khi mà mua sữa rửa mặt thải độc rau củ 300.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì sẽ được tặng một tẩy da chết 120.000. Đó là một cái deal cực kỳ hời, mọi người có thể liên hệ với Phúc qua thông tin Phúc cũng hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là tẩy da chết Arahan nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Ở đây có rất nhiều hương vị, ví dụ như vị cam này, lavender này, than hoạt tính này, sâm này và vị táo này, thì cô chú anh chị thích vị nào thì có thể lấy vị đấy. Thì tẩy da chết Arahan ấy, lọ của nó sẽ là 180ml như thế này, rất lớn như thế này. Một cái này nó sẽ giúp tẩy da chết mặt này, và cái chiết xuất của nó là từ trái cây, ví dụ như đây là tẩy da chết vị sâm này, rất là thơm. Đây là tẩy da chết vị sâm bắt từ trái cây này, loại bỏ tế bào da chết đen sạm này và loại bụi bẩn trên da, thu nhỏ lỗ chân lông này, da mịn hơn và bổ sung nhiều dưỡng chất nuôi dưỡng làn da mịn và trắng sáng. Và đặc biệt là cái tẩy da chết nó sẽ loại bỏ bã nhờn trên da, hạn chế việc tiết dầu nhờn và giúp lỗ chân lông sẽ thông thoáng và giảm mụn hiệu quả. Ví dụ như chồng của Phúc là sử dụng cái này rất là hiệu quả này, cứ sử dụng tẩy da chết này là giảm mụn đi rất nhiều và giảm nhờn trên da, càng ngày càng đẹp trai.
và kích thích sản sinh ra collagen và da sáng và sẽ giúp căng đều những cái sắc tố da. Cảm ơn mọi người đã thả tim thả like nhé. Bình thường một cái tẩy da chết này sẽ có giá là 120.000 cô chú anh chị nhé. 120.000 cho một tẩy da chết. Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì bên Phúc có một cái deal rất là hời. Đó chính là mua một tẩy da chết Arahan 120.000 thì sẽ được tặng ngay một kem đánh răng 55.000. Thì đây chính là một cái deal rất là hời. Mua một tẩy da chết 120.000 tặng một kem đánh răng 55.000. Thì cô chú anh chị có thể comment inbox cho Phúc để được cái deal này nhá. Giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn chính là xịt chống nắng GM Solution màu xanh nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây chính là một tip xịt chống nắng GM Solution xanh Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Nó sẽ giúp bảo vệ da ngày nắng hè, được dùng nhiều nhất cả ở nam và nữ đều thích dùng. Không chỉ ngăn ngừa cháy nắng mà còn giúp ngăn ngừa lão hóa nữa. Cái xịt chống nắng này sẽ giải quyết được cái tình trạng là khô da và bí da khi mà chúng ta dùng kem chống nắng ấy. Nó sẽ chiết xuất từ bột ngọc trai thiên nhiên cao cấp và các chỉ số chống nắng rất là cao, SPF là 50 trở lên. Và nó sẽ giúp chống tia UV, hạn chế gây những cái sự âm sạm lão hóa, những cái bệnh về da. Và nó sẽ dưỡng ẩm một cách rất là hoàn hảo và chăm sóc da làm sao để căng mịn và đều màu nữa. Nó sẽ không gây bí da và khô da như mà chúng ta dùng kem chống nắng đâu. Nó cũng sẽ không bị nhờn rít và khó chịu. Và ngày hôm nay có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một xịt chống nắng GM Solution nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 185.000 mà thôi. Giá là 185.000 và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cái dưỡng môi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 50.000 của chú anh chị nhé. Chú anh chị và các bạn có thể liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374590012 để nhận một cái deal rất là hấp dẫn này nha. Thế là Phúc giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn là nước hoa hồng Dr. Pepti. Và đây là sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Sản phẩm này được sử dụng rất nhiều tại những spa lớn làm đẹp ở Hàn Quốc và chứa những cái chất chống lão hóa này, an toàn và không bị kích ứng. Nó sẽ giúp duy trì độ ẩm cho làn da, sáng da, tăng sản sinh collagen, giúp cho làn da của chúng ta căng bóng và mềm mịn. Rồi nó sẽ giúp làm chậm cái quá trình lão hóa da và ngăn ngừa những cái nếp nhăn nữa và sẽ giúp trẻ hóa làn da. Bên cạnh đấy thì cái nước hoa hồng Dr. Pepti này ấy, nó sẽ làm sạch da mặt và sẽ loại bỏ đi những dầu nhờn để làn da của chúng ta ngày càng sạch, mịn màng và trẻ hóa hơn. Thì ngày hôm nay có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một nước hoa hồng Dr. Pepti nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì cái giá là 315.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cái ủ môi 50.000 này. Chú anh chị và các bạn muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374590012 nha. Phí giao hàng, ship hàng thì cô chú yên tâm là bên Phúc tài chính phí ship cực kỳ thấp. Với những cái đơn hàng ở trong Hà Nội thì phí ship chỉ là 10.000 đồng thôi. Còn tất cả các tỉnh khác thì phí ship sẽ là 15.000 đồng. Đây là phí ship cực kỳ thấp gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Và cô chú anh chị và các bạn muốn mua những mặt hàng nào hãy gọi điện cho Phúc đến số điện thoại 0374590012. Số điện thoại này thì có Zalo, cô chú anh chị và các bạn có thể tìm Zalo theo cái số điện thoại này để liên hệ với Phúc nha. Và trong cái quá trình giao hàng và nhận hàng, có bất kỳ những cái sơ suất hay những cái lỗi nào thì bên Phúc Tài chính sẽ chịu trách nhiệm và hỗ trợ giải quyết nhanh chóng, nên cô chú anh chị và các bạn yên tâm nha. Nếu nhận hàng cô chú anh chị cảm thấy chưa hài lòng thì Phúc Tài chính sẽ hoàn lại 100% tiền hàng đến với cô chú anh chị và các bạn. Và khi nhận hàng thì cô chú anh chị và các bạn có thể bảo ship cho xem hàng trước khi trả tiền cô chú anh chị nhé, để đảm bảo chất lượng hàng đến tay cô chú anh chị được tốt nhất. Và cô chú anh chị và các bạn hãy nhấc máy điện thoại lên gọi đến số 0374 590012 để sở hữu những mặt hàng này nha. Phúc Tài chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.